Đoạn 24. Khi hành giả tưởng niệm cái chết bằng cách tự dí với những người khác, những người có danh xưng lớn, vân vân, dưới ánh sáng của tính phổ quát của cái chết, nghĩ rằng cái chết sẽ đến với ta như sẽ đến với những con người đặc biệt kia, thì khi ấy đề mục quán của hành giả đi đến tận hành định. Đó là cách tưởng niệm cái chết bằng cách so sánh. Đoạn 25. Bốn nhỏ về sự san sẻ thân xác với nhiều chúng sanh. Cái thân này được nhiều chúng sinh cộng trú, trước hết nó được chia sẻ cho 80 gia đình sâu bọ. Nơi thân này có các loại chúng sinh sống bám vào lớp da ngoài, lấy da ngoài làm thức ăn. Có những chúng sinh sống bám vào lớp da trong, lấy da trong làm thức ăn. Những chúng sinh sống bám vào thịt, lấy thịt làm thức ăn. Những chúng sinh sống bám vào gân, lấy gân làm thức ăn. Những chúng sinh sống bám vào xương, lấy xương làm thực phẩm. Những chúng sinh sống bám vào tủy, lấy tủy làm thực phẩm. Và tại đấy chúng sinh già chết bài tiết phẫn tiểu. Thân thể là nhà bảo sanh của chúng, là dưỡng đường của chúng, nghĩa địa của chúng, chỗ đại tiện tiểu tiện của chúng. Thân thể cũng có thể đi đến chết chóc vì một cuộc nổi loạn của những sâu bọ này. Không những thân này được san sẻ với 80 gia đình sâu bọ, mà còn san sẻ với hàng trăm thứ bệnh nội thương và nhiều nguyên nhân gây ra chết chóc từ bên ngoài như rắn rết, bò cạp, vân vân. Đoạn 26. Như một cái mục tiêu dựng lên ở ngã tư đường, thì tên nhọn, cọc nhọn, chỉ nhọn, đá, vân vân bay tới từ mọi phía và trúng nhầm nó. Cũng thế, mọi thứ tai nạn dán trên thân thể và nó có thể đi đến chết chóc do những tai nạn này. Bởi vậy Đức Thế Tôn nói: ở đây này các tỳ kheo, khi ngày tàn đêm xuống, một tỳ kheo suy nghĩ như sau: ta có thể lâm vào chết chóc bằng nhiều cách. Một con rắn có thể mổ ta, hoặc một con bò cạp hay con rết có thể đốt ta. Ta có thể chết vì lý do ý, hoặc ta có thể vấp ngã, hoặc ta có thể chết vì trúng thực, vì mật bị đảo lộn, vì đàm bị đảo lộn, vì phong bị đảo lộn, làm khô những khớp xương của ta như dao nhọn. Xem A, chương 3, 306. Đó là cách tưởng niệm cái chết bằng cách tưởng thân xác là chỗ ở của nhiều chúng sinh cộng trú. Đoạn 27. Năm nhỏ về sự mong manh của đời sống. Sự sống này bất lực và mong manh, và đời sống con người gắn liền với hơi thở, gắn liền với những uy nghi đi đứng nằm ngồi, gắn liền với lạnh và nóng, gắn liền với tứ đại, gắn liền với thức ăn. Đoạn 28. Sự sống chỉ xảy ra khi hơi thở vào và hơi thở ra có đều đặn, nhưng khi hơi gió trong lỗ mũi đã đi ra mà không vào lại, và khi nó đi vào mà không ra lại, thì khi ý một con người được kể là đã chết. Sự sống cũng chỉ có khi bốn uy nghi được điều hòa. Khi một trong bốn uy nghi trội hẳn ba cái kia, thì sự sống bị gián đoạn. Sự sống cũng chỉ có khi nóng lạnh điều hòa. Khi quá nóng và quá lạnh thì con người không thể sống. Sự sống cũng chỉ xảy đến khi bốn đại điều hòa. Nhưng với sự rối loạn của địa đại, ngay cả một người mạnh cũng có thể chết nếu thân thể trở nên cứng đờ hoặc bị rối loạn một trong bốn đại khởi từ thủy đại. Nếu thân thể trở nên mềm nhũn và thối vì tiêu chảy vân vân, hay nếu thân bị một cơn sốt hoành hành, hay nếu nó bị cắt đứt những đường gân nối các khớp xương. Xem chương 11, 102. Và sự sống cũng chỉ xảy ra nơi một người được thực phẩm đúng thời, nếu không được ăn thì hết sống. Đây là cách tưởng chết trong sự mong manh của đời sống. Đoạn 29. Sáu nhỏ vô tướng, nghĩa là không định đoạt được, tức bất định, nghĩa là cái chết không thể đoán trước được. Với tất cả chúng sanh thì tuổi thọ, bệnh tật, thời gian, nơi chúng, thân xác này được đặt xuống, số phận, thế gian không bao giờ biết được những điều này.
không có dấu hiệu gì báo trước những sự kiện ấy. Đoạn 30. Ở đây trước hết thọ mạng không có tướng, vì không thể định đoạt những điều sau. Phải sống chừng ấy thời gian không nhiều hơn, vì hữu tình chết vào nhiều giai đoạn khi còn là bào thai, vào giai đoạn như sữa đông, vào giai đoạn Abuta, Besi, Gana, vào lúc 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 10 tháng, và vào lúc ra khỏi bụng mẹ. Sau đó, hoặc chúng chết trước 50 tuổi, hoặc sau 50 tuổi. Đoạn 31. Bệnh không có tướng, vì không thể định như sau. Các hữu tình chỉ chết vì bệnh này, không chết vì bệnh nào khác. Chúng sinh thường chết vì đủ thứ bệnh khởi, từ bệnh mắt, tai, vân vân. Xem A, chương 5, 110. Đoạn 32. Thời gian không có tướng, vì không thể định đoạt rằng ta phải chết vào lúc này, không vào lúc nào khác. Vì các hữu tình có thể chết bất cứ vào thời khoảng nào, sáng hay trưa, vân vân. Đoạn 33. Nơi chốn thân xác sẽ được đặt xuống cũng không có tướng, bởi vì không thể định rằng khi người ta chết, chúng phải để thây của chúng nằm xuống tại chỗ này, không chỗ nào khác. Vì người sinh trong làng có thể chết để thay ở ngoài làng, người sinh ngoài làng có thể chết để thay trong làng. Cũng thế, có kẻ sinh ra trên nước mà chết để thay trên đất, có kẻ sinh ra trên đất chết để thay trên nước, tương tự nhiều cách. Đoạn 34. Số phận cũng không tướng, vì không thể định rằng một kẻ chết chỗ kia phải tái sinh ở chỗ này. Vì có người chết từ thiên giới mà tái sinh ở cõi người, có người chết ở nhân gian mà tái sinh ở cõi trời, vân vân. Và với cách ấy, thế giới xoay dần, chúng sinh xoay chuyển trong năm sanh thú như con bò được gắn vào một cái máy. Đây là tượng đến cái chết vô tướng. Đoạn 35. Bảy nhỏ, giới hạn của đời người. Cõi người ngày nay có giới hạn ngắn ngủi, một người sống lâu cũng chỉ sống trên dưới 100 tuổi. Do đó Đức Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, đời người ngắn ngủi, có đời sống mới phải đi đến, có các nghiệp thiện phải làm, có đời phạm hạnh phải được sống. Đối với cái gì đã sinh ra, không có chuyện không chết. Người nào sống lâu cũng chỉ sống trên dưới 100 năm. Loài người thọ mạng ngắn, bậc trí phải âu lo, lửa cháy đầu hãy sống, tử vong rồi phải đến. Xem S, chương 1, 108. Đức Thế Tôn lại nói: Hỡi các tỳ kheo, ngày xưa có một bậc đạo sư tên Araka. Xem A, chương 4, 136. Toàn thể kinh này cần được dẫn với 7 ví dụ. Đoạn 36. Và Phật còn dạy thêm: Này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo tu tập niệm chết như sau: Mong rằng ta sống ngày và đêm tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Một vị khác: Mong rằng ta sống trọn ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Một vị khác nữa: Mong rằng trong thời gian một bữa ăn, ta sống tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Và một vị nữa tu tập niệm chết như sau: Mong rằng ta sống trong khoảng thời gian nhai và nuốt 4-5 miếng, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Đây là những tỳ kheo trú phóng vật, giải đãi tu tập niệm chết để phá trừ lậu hoặc. Đoạn 37. Và này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo tu tập niệm chết như sau: Mong rằng ta sống thời gian nhai nuốt một miếng ăn, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Khi một tỳ kheo tu tập niệm chết như sau: Mong rằng ta sống khoảng thời gian hơi thở vào ra, hay trong khoảng thời gian hơi thở ra vào, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Đây gọi là những tỳ kheo trú trong tinh thần sắc bén tu tập niệm chết,
để đoạn diệt các lậu hoặc. Xem A, chương 3, 309, 6, đoạn 38. Cuộc đời quả thực ngắn ngủi đến độ không chắc nó có kéo dài trong khoảng kịp nhai nuốt 4 hay 5 miếng. Đây là niệm chết bằng cách tưởng đến thời khắc ngắn ngủi. Đoạn 39, 8 nhỏ. Vì tánh cách ngắn ngủi trong sát na, nói cho cùng, đời sống chúng sanh vô cùng ngắn ngủi, chỉ trong khoảng một niệm. Như cái bánh xe, khi lăn chỉ lăn trên một điểm, và khi nghỉ cũng chỉ nghỉ trên một điểm, tức điểm tiếp giáp với mặt đất. Cũng thế, đời sống của chúng sinh chỉ kéo dài trong khoảng một niệm. Khi niệm ấy qua đi, chúng sinh ấy được coi như đã chấm dứt. Như lời trích dẫn sau đây: trong một niệm quá khứ nó đã sống, khi ấy nó không có mặt trong hiện tại mà cũng không có trong vị lai. Trong một niệm vị lai nó sẽ sống, khi ấy nó không có mặt trong hiện tại hay quá khứ, và trong niệm hiện tại nó đang sống, thì nó không có mặt trong quá khứ hay trong vị lai. Sự sống con người là khổ chỉ những thứ này. Họp lại trong một niệm thoáng qua, các uẩn đã diệt của những người đã chết hay còn sống đều giống nhau, một đi không trở lại. Không có thế giới sanh nếu ý thức không sanh. Khi ý thức có mặt thì thế giới tồn tại, khi ý thức tan rã thì thế giới chết. Theo ý nghĩa tuyệt đối là như vậy. Trên đây là niệm chết theo nghĩa sự ngắn ngủi trong sát na. Kết luận. Đoạn 40. Khi hành giả tưởng niệm bằng một trong tám cách nói trên, tâm vị ấy đạt được chánh niệm an trú với chết là đối tượng. Những thiền cái bị áp đảo và những thiền chi xuất hiện. Nhưng vì đối tượng ở đây là những trạng thái mang tính chất cá biệt và sẽ làm khởi dậy ý thức cấp bách, nên thiền này không đạt đến định an chỉ mà chỉ đến định cận hành. Bây giờ với sự tu tập đặc biệt, thiền sơ siêu thế và các thiền về sắc thứ hai và thứ tư có thể đạt đến định ngay cả với những trạng thái có tính chất khác biệt. Vì thiền siêu thế đạt định nhờ thiền tu dần dần các thanh tịnh. Còn các thiền vô sắc thì đạt định nhờ vượt qua đối tượng. Xem chương 10. Vì ở đây, trong hai thiền vô sắc chỉ có sự vượt qua đối tượng thiền đã đạt định. Nhưng ở đây, trong tưởng về cái chết thuộc về thế gian thì không cả hai thứ kể trên. Bởi thế, chỉ đạt định cận hành. Và cận hành định ấy được gọi là tử tưởng, vì được khởi lên từ phương pháp ấy. Đoạn 41. Một kỳ kheo niệm chết luôn luôn tinh cần tinh tấn, vì ấy được sự không tham luyến đối với bất cứ loại hiện hữu nào, vì ấy chinh phục được sự bám víu vào đời sống, vì ấy không trách ác pháp và tránh tích trữ nhiều, vì ấy không bị cấu uế của lòng tham bốn vật dụng. Vô thường tướng dần dần phát triển trong tâm vị ấy, và theo sau đó là tưởng về khổ và vô ngã. Trong khi những chúng sinh chưa tu tập tử tưởng thường là nạn nhân của hãi hùng, kinh sợ, bối rối vào lúc chết. Như thể thanh linh bị giả thú vô, bị ma quỷ bắt, rắn mổ, kẻ cướp hay sát nhân sấn tới, thì người tu tập niệm chết ngược lại chết một cách tỉnh giác, không vọng tưởng, vô ý, không rơi vào bất cứ một tình trạng nào như trên. Và cho dù không đạt đến bất tử ngay trong hiện tại, ít ra vị ấy cũng hướng đến một cõi tốt đẹp khi thân hoại mạng chung. Người thật sự có trí thì công việc thường xuyên là tưởng niệm cái chết, có năng lực phi thường. Trên đây là đoạn nói về niệm chết với giải thích chi tiết. Thân hành niệm. Đoạn 42. Bây giờ đến phần mô tả sự tu tập thân hành niệm, kể như đề mục thiền, một pháp tu chưa hề được công bố trước khi đấng đại giác xuất hiện, vượt ngoài lãnh vực của ngoại đạo.
Pháp môn ấy đã được Đức Thế Tôn ca tụng bằng nhiều cách, trong nhiều kinh như: Này các tỳ kheo, có một pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi các khổ ách, chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ minh và giải thoát. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Xem A, chương 1, 43. Và hỡi các tỳ kheo, ai thưởng thức thân hành niệm, người ấy nếm vị bất tử. Ai không thưởng thức thân hành niệm, người ấy không được nếm vị bất tử. Trong quá khứ, những ai đã nếm vị bất tử đều đã thưởng thức thân hành niệm. Những ai đã được pháp thân hành niệm, chính họ đã tìm thấy bất tử. A, chương 1, 45. Pháp này đã được mô tả trong 14 tầng trong đoạn kinh bắt đầu như sau: Này các tỳ kheo, thế nào là thân hành niệm được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả báo lớn, có lợi lạc lớn? Ở đây, này tỳ kheo, vị tỳ kheo đi đến khu rừng vân vân. M 111 89. 14 chương đó là những chương nói về hơi thở, về thế ngồi, về các loại tỉnh giác, về pháp quán bất tịnh, quán tứ đại và về chính pháp quán tử thi trên nghĩa địa. Đoạn 43. Ở đây ba đoạn nói về thế ngồi, về bốn loại tỉnh giác và về quán tứ đại thuộc tuệ. Chính đoạn về quán nghĩa địa đề cập đến giai đoạn đặc biệt của tuệ, gọi là quán nguy hiểm. Và bất cứ sự tu tập định nào đối với thi thể tình trương vân vân bao hàm ở đây đều được giải thích trong phần quán bất định, chương 6. Vậy chỉ còn hai đoạn thuộc định là nói về hơi thở và sự hướng tâm đến vẻ gớm ghiếc quán bất định. Trong hai đoạn này, đoạn nói về hơi thở là một đề mục thiền định riêng, gọi là niệm hơi thở. Đoạn 44. Những gì ở đây muốn nói về thân hành niệm chính là 32 uế vật. Đề này được gọi là sự hướng tâm đến vẻ gớm ghiếc của thân thể như sau: Lại nữa, này các tỳ kheo, một vị tỳ kheo quán sát thân này từ dưới bàn chân trở lên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước nhiến, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu. Xem M, chương 3, 90. Não dược bao gồm trong tủy. Nên đây ta chỉ thấy có 31 vật. Đoạn 45. Sau đây là mô tả sự tu tập dần dần bằng một luận giải về bản kinh. Giải thích danh từ thân này là cái thân là bằng bốn đại chủng này. Dưới từ bàn chân trở lên, từ các gót chân trở lên, trên cho đến đỉnh tóc xuống, từ phần cao nhất của ngọn tóc đi xuống, bao bọc bởi da, toàn thể xung quanh được kết thúc bằng da, chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Vị ấy quán sát thân này đầy những bất tịnh thuộc đủ loại, bắt đầu là tóc. Quán như thế nào? Trong thân này có tóc, lông, vân vân, nước tiểu. Đoạn 46. Ở đây có nghĩa là được tìm thấy ở đấy. Trong thân này là cái được diễn tả như sau: Dưới từ bàn chân trở lên, trên từ đỉnh tóc trở xuống, là được bao bọc bởi da, là chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Thân, cái xác,
Xác người được gọi là thân vì đó là nơi tập hợp những dơ úy, vì những vật xấu xa như tóc vân vân và trăm thứ bệnh khởi đầu là bệnh về mắt đều do thân làm nguồn gốc. Tóc lông, những vật này khởi đầu bằng tóc lông, gọi là 32 úy vật. Câu văn ở đây cần được hiểu như sau: trong thân này có tóc, trong thân này có lông. Đoạn 47. Khắp thân thể hơn một thước này, từ gót chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, là từ khắp nơi trên da. Không ai đã từng tìm được một chút gì đẹp đẽ, dù chỉ bằng hạt bụi, chẳng hạn chút ngọc trai, ngọc bích, pha lê.